bạn mình nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn, cho nên hôm nay mình xin được phép làm một cái video nói về tiền lương của các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ. Mình là kỹ thuật viên điện tử second class, mình không phải là officer, cho nên những thông tin mà mình thu thập được là thông qua mình tìm hiểu, nói chuyện với các sĩ quan trên tàu của mình. Và còn mà từ cái cấp mà đô đốc hoặc là tướng trở lên đó, thì mình nghiên cứu dựa trên lịch sử của đô đốc hải quân Hoa Kỳ hiện giờ là Admiral Rick Jackson. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái bảng lương đó như thế này. Khi mà các bạn mới khi mà một người sĩ quan mới ra trường á, thì người ta sẽ vô quân đội, và lúc đó đó là cái năm phục vụ của người ta sẽ là mới bắt đầu, thì các bạn sẽ là chưa có ấy, mới có zero. Cái này là cái số năm mà bạn đã ở trong quân đội, năm phục vụ thì bạn sẽ là zero. Khi mà bạn mới vô á, bạn sẽ được lãnh cái số tiền lương. Ở đây mình có cái này là cái essay là của bên US Navy nha các bạn. Navy. Cái này là của bên quân đội Việt Nam. Ghi vậy cho các bạn, mình ghi vậy chứ. Còn cái bên này là của bên US Army. Vậy các bạn có thể dễ hình dung được. Tại tên gọi của mỗi quân chủng khác nhau, nhưng mà tiền lương lãnh là như nhau. Nhưng mà cái tiền thưởng ở trợ cấp khác thì nó sẽ khác nhau một chút xíu. Thôi là khi mà các bạn mới vô lính á, ở một cái mà thiếu quý á, thì nếu mà quân đội Hoa Kỳ thì các bạn sẽ lãnh là 3.188 đồng 50 sen. Này là tiền lương của một người thiếu quý lãnh được 18 tháng sau. Mình làm tròn là 2 năm đi, tại vì các bạn cũng sẽ ở đó 18 tháng sau thì ở 2 năm thì người thiếu quý đó sẽ được đặt cách, tự động đặt cách lên thành trung quý, ensign lên to lieutenant junior rank. Lúc đó tiền lương sẽ được lãnh là 4.183 đô 93 sen. Và 2 năm sau đó nữa, người trung quý sẽ được tự động đặt cách lên làm người đại quý. Các bạn chỉ cần thỏa mãn những cái tiêu chuẩn đặt rất là bình thường, miễn là đừng có vi phạm quy luật gì nhiều. Thì có vi phạm quy luật gì thì nó sẽ tự động đặt cách lên. Sau đó thì mới khó, chứ còn ngay mấy năm đầu thì dễ lắm. Cứ 2 năm lên, 2 năm lên. Thì lúc các bạn đại úy á, thì người đại úy sẽ lãnh được là 5.611 đô 52 sen. Những con số này rất là chung chung và cụ thể cho các bạn. Mình chỉ dựa lên cái bảng lương nhà mình tính toán ra, tùy theo cái số năm trong quân ngũ. Có những người vô trong, có những người giống như bằng cấp cao, giống như là luật sư hoặc là bác sĩ quân y đó. Khi mà người ta vô trong lính đó, người ta đã có cái học vị là bác sĩ doctor rồi đó, thì người ta sẽ không có vô từ đây nữa, mà người ta sẽ vô là từ cái cấp đại úy. Mà đại úy mà năm đầu tiên thì số tiền lãnh được của người ta sẽ không phải là 5.600, mà có thể là thấp hơn, tại vì cái số năm phục vụ cho quân đội nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Tính trung bình ra, cái này là mình tính trung bình thôi, chứ có người thì lên cấp, có người thì lên cấp nhanh, có người lên cấp chậm, cho nên mình sẽ tính trung bình đó là 4 năm sau á, actually 5 năm sau á, cái người mà đại úy này sẽ lên được làm người thiếu tá, lúc đó là sẽ là 9 năm thì người đại úy sẽ lên là người thiếu tá, lúc đó người này sẽ được lãnh là 6.772 đô 88 sen. Và
5 năm sau đó nữa người thiếu tá này sẽ lên là người trung tá, thì lúc đó người trung tá này sẽ được lãnh là 8.230 đô, 88 xe. Và trung bình đó, thì 5 năm sau nữa người thiếu tá sẽ lên làm đại tá và người tương đương với cấp thuyền trưởng ở trong hải quân nha các bạn. Lúc đó là 19 năm nó sẽ là 19 năm. Thì cái người đại tá này sẽ được lãnh là người đại tá trong quân đội Hoa Kỳ, thấy không? Colonel, đại tá trong quân đội Hoa Kỳ thì sẽ được lãnh là 10.075 đô và 22 sen. Ok, bây giờ lên chính tâm. Rất là nhiều bạn quan tâm, đặc biệt ai cũng ai mà muốn khi mà hỏi là cũng hỏi về cấp tướng, cấp mà đô đốc hải quân hết á. Nhưng mà để mà lên được tới cái hàng này là các bạn phải ở trong lính rất là lâu mà rất là khó. Nhưng mà Việt Nam mình á, mà hễ mà có con em mà đi lính thì đều là được, mong muốn đi làm tướng, không ai muốn mà đi làm chiến sĩ. Thì ở cái cấp sau này thì mình chia ra dựa trên cái lịch sử của đô đốc hải quân Mỹ hiện giờ, nó không có chính xác hoàn toàn nhưng mà nó tương đối. Thì mình tính là 4 năm sau từ cái cấp thuyền trưởng đại tá này thì cái người sĩ quan đó sẽ được thăng cấp lên cái này gọi là một star admiral hoặc là một star general. Thì là tướng một star là lúc đó là 4 năm sau sẽ là 23 năm. Thì cái người tướng một star này sẽ được lãnh là 12.919 đồng và 29 sen. Và 4 năm sau nữa người tướng này sẽ được là 27 năm ở trong lính, rất là lâu nha các bạn, đúng là lão làng lắm rồi. Và thì người tướng 2 star này sẽ được lãnh là 14.639 đồng và 28 sen. Đó là người trung tướng ở đây. Sau đó cái người tướng 2 star sẽ thành người tướng 3 star. 3 sao thì sẽ 4 năm sau là 31 năm. Thì cái người tướng 3 sao này sẽ được lãnh là 16.210 đô một tháng nha mấy bạn. Cái này là số tiền lương một tháng hay một năm, các bạn cứ nhân nó cho 12 tháng là cũng lãnh được là 200.000 đô. Alright. Và 4 năm sau nữa, hoặc là khi mà người tướng nó nhận được chức vụ đặc biệt đó, người ta sẽ được thăng cấp làm tướng 4 star. 4 sao thì lúc đó là 4 năm là 35 năm, là tương ứng với lại cái vị đô đốc của hải quân của Mỹ hiện giờ á. 4 star thì người tướng nó sẽ được lãnh là 16.210 đồng và 90 sen. Ngạc nhiên các bạn, người tướng 4 star mà lãnh lương bằng với lại người tướng 3 sao, tướng 4 sao lãnh cũng ngang bằng được. Tại vì cái tiền lương của quân đội Mỹ nó hiện ở năm 2019 này nó khác ở cái số tiền là 16.210 đồng. Mình làm một cái bảng như vậy các bạn có thể thấy được là so sánh giữa quân đội Hoa Kỳ, không? Thiếu quý lãnh 3.188 đồng, trung quý lãnh 4.183 đồng, đại quý lãnh 5.600, thiếu tá lãnh 6.700, thiếu tá lãnh 8.200, đại tá lãnh 1.000, thiếu tướng gần 13.000, trung tướng là 14.639, thượng tướng là 16.000, đại tướng 16.000. Cái này chỉ là tiền lương một người sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ nhận được
bên cạnh tiền lương thì người sĩ quan cũng sẽ nhận được những tiền khác, giống như là tiền nhà, tiền trợ cấp cho vợ con, hoặc là tiền cho những nhiệm vụ đặc biệt khác, tiền hỗ trợ về trang phục, và tiền đi công tác nếu mà những người đó đủ tiêu chuẩn. Hy vọng các bạn đã có dịp tìm hiểu thêm về quân đội Hoa Kỳ và cũng như là lương của các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ thông qua cái video này. Hy vọng các bạn sẽ thích thú và đăng ký kênh giúp mình, và mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn dựa trên sự hiểu biết của mình. Các bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho mình, bất cứ cái gì mà các bạn có thắc mắc hay là các bạn muốn biết về quân đội Hoa Kỳ. Nếu mà mình không biết thì mình sẽ đi tìm câu trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại lần sau.